Thực sự là Pháp Kiều có tài năng về nhảy nhót hay đơn giản là vì trong cái khoảng thời gian ngắn bạn ấy đang dành hết cái thời gian để luyện tập nên là mới có một phần trình diễn tốt như vậy? Anh với Kiều là chung team vòng hút. Là anh chọn bài đấy vì bài đấy nhảy. Kiều vừa có potential về nhảy nhót, học bài rất là nhanh này. Thứ hai, rất chăm. Kiều bảo với anh là Kiều chưa bao giờ nhảy cái thể loại này trước đây luôn. Mà là tập vì mục đích là cho cái dance battle này. Rồi nhưng mà cái cú ngã đấy là phải tập á, chắc cũng phải mất một tuần để tôi có thể làm được cái động tác đấy. Gõ cửa Vion 19:30 thứ bảy hàng tuần xem độc quyền trên Vion.